Nếu quý vị chưa biết chiếc bàn cầu được 2,5 triệu gia đình Việt Nam tin tưởng và sử dụng là mẫu sản phẩm nào thì đó chính là sản phẩm của chúng ta đây, AC504. Nhưng tuy nhiên thì trong ngày hôm nay thì Phương sẽ giới thiệu quý vị phiên bản nâng cấp của chiếc bàn cầu quốc dân này, có mã đó là AC54 đến từ thương hiệu Inox. Nhìn về thiết kế tổng quan thì AC504 sẽ có thiết kế mới mẻ và trẻ trung hơn so với người tiền nhiệm của mình. AC504 mang vẻ đẹp rất tinh tế khi sở hữu cho mình nắp két nước thanh mỏng đang là xu thế trên thị trường. Với phiên bản 504 chúng ta sẽ có độ dày sẽ là khoảng 4 cm, nhưng đối với phiên bản 514 thì chúng ta sẽ có độ dày là khoảng hơn 1 cm thôi. Bề mặt nắp két nước thanh mỏng giống như một khay tiện ích vậy, chúng ta có thể tận dụng để đặt để đồ ở phía trên. Tay két nước được làm vuông vắn hơn, mang lại sự hiện đại và trẻ trung cho sản phẩm. Lắp đại ngồi được thay thế bằng VF600, mang lại độ thanh mỏng và tinh tế hơn cho sản phẩm. Cùng với đó, nắp VF600 sử dụng chất liệu nhựa PP, an toàn với sức khỏe và thân thiện với môi trường. Công nghệ vành zin mở kết hợp với công nghệ xả xoáy vô tích rửa sạch toàn bộ lòng bầu. Và để thấy công nghệ xả xoáy này mạnh mẽ như thế nào thì chúng ta sẽ có một bài test kiểm nghiệm với mực. AC504 được ứng dụng công nghệ Aqua Ceramic giúp chống bám bẩn, chống bám cặn và bền sáng suốt vòng đời sản phẩm. Phiên bản nâng cấp AC504 sẽ có mức giá tương đương với người tiền nhiệm của mình, đó là AC504. Quý vị thích phiên bản mới AC504 hay là phiên bản truyền thống AC504? Hãy comment ở phía dưới video. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.